Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em có về được một cục đẩy Mỹ nồi rất là khủng ha, của Crest Audio. Thì Crest Audio thì quý vị biết tiếng tăm của nó rồi, mới về nè quý vị. Bây giờ em chưa có ship ba lại này, ship ba lại thì nó sẽ đẹp thôi. Ba lại nhẹ cho quý vị cái là tuyệt vời vô cùng. Thì nhìn cái nội thất thôi là tảng thần rồi, quá trời rồi. Chơi 24 con sò sắc nét đỏ đen ha. Dòng sò này là 3 số 5 và 600, thì nó nằm trên những cái con bao cao cấp, những con bao đắt tiền quý vị. Mỹ nó hay dùng ha, dòng WC nó hay dùng. WC mà những cái đời cao như 3800, mấy cái đời mà cao cấp nhất đó, nó hay dùng những con sò này. Thì sò nét tiếng nó rất hay, 24 con quý vị, 24 con. Và thêm 4 con sân ken hay vít này nữa ha. 24 con sò sắt cộng với 4 sân ken hay vít. Rồi cái tới cái phần nguồn quý vị, phần nguồn này là cái phần nguồn móng ngựa. Thì anh em hay hay nói là móng ngựa. Thì đối với những con mà sử dụng cái phần tăng phô mà móng ngựa như thế này thì đa số con nào đánh cũng lực hết quý vị. Quý vị để ý ha, từ cờ rau cho tới những dòng đẩy Mỹ, quý vị thấy con nào mà chơi móng ngựa là khủng. Cục tăng phô này là nó như là bằng gấp hai cục tăng phô của người ta vậy quý vị. Quý vị thấy là một cái gang tay của em là chưa chùm hết được nè, nó còn lú ở đây nữa nè, một cái gang tay của em luôn. Ở đây còn hơi bụi bặm nè. Và bốn cái tụ này thì là nó bằng cái lon bia quý vị, bằng phải nói là bằng cái lon bia luôn á. Khủng khiếp. Khủng khiếp quý vị, Mỹ nó làm quá chất luôn. Crest Aero là cực chất, tiếng Crest Aero thì anh em khỏi chê đi. Từ model nhỏ cho tới model lớn. Những model khác thì nó còn có cục hay cục dở, nhưng mà đối với dòng Crest thì quý vị cứ yên tâm đi. 108 V. Khủng khiếp. Tụ này nguồn nó đánh lên cao dữ vậy ta, bởi vì tiếng nó lực, nó sáng. Mấy dòng này tiếng cực kỳ sáng và tiếng bass nó rất là lực luôn quý vị. Đó. Này nó có đóng cái năm sản xuất lên đây luôn nè, 1986 nè quý vị nha. Đã chưa? Rồi. Em quay phía sau. Rồi. Ngõ tín hiệu vào quý vị. Ngõ tín hiệu vào. Thì con này là điện 120 V nồi luôn ha. 120 V nồi luôn. Đó, chứ không có mà xuất qua Nhật 100 nữa. 120 V nồi của Mỹ luôn. Công suất của nó là 300 W, 8 ohm là 300 W mỗi kênh nha. 4 ohm là 500 W, 2 ohm là 700 W. Nó cũng quý vị bridge lại thì 8 ohm 1000 W, 4 ohm là nó 1400 W quý vị. Rất là nói chung khủng lắm thì không khủng lắm, nhưng mà cái công suất này là đủ để quý vị đánh được tất cả những đôi loa xịn sò bass 30 40 hết quý vị ha, không cần phải suy nghĩ. 300 W 8 ohm là quý vị thấy là nó đã rất là cao rồi. 500 W 4 ohm là quý vị đánh những đôi bass 40 đôi của JBL như 125 225 đưa vô một cái là tiếng nó phê liền. Vì cái đôi loa JBL GRX 125 với lại GRX 225 sở hữu hai bass 40 và một chiếc kèn, thì cái loa đó là công suất của nó là từ 500 tới 1000 W, nhưng mà công suất RMS của nó là chỉ có 500 W thôi, và trở kháng của nó là 4 ohm. Quý vị đưa vào này là vừa nghiến luôn quý vị, vừa nghiến luôn, đánh phê liền. Còn những cái loa mà dư 115, 1 bass 40 hay 112, 1 bass 30 thì không có bàn tới ha quý vị. Chơi hai đôi bình thường nó 8 ohm, quý vị ghép hai đôi là 4 ohm, nó vẫn lên công suất như vậy. Còn nhờ quý vị chơi một cái loa 8 ohm, ví dụ như mấy cái dòng Classic Pro của bên em là quý vị, là Classic Pro em lúc nào cũng sẵn kho nhóc hết, ZB12, ZB15, công suất maximum nó 600 và công suất RMS của nó là 300, thì đưa vào đây RMS 300 là hợp lý luôn. 8 ohm 300 đánh căng đét tiếng hay luôn. Và cục đáy này thì có mức giá là 6 triệu 500 quý vị, em sẽ spa tút lên để cho quý vị cho nó đẹp tí ha. Nó còn hơi bụi bặm, nó hơi chạy chạy tí xíu ha. Đó, mấy cái quai này nó hơi ấy tí xíu ha. Nói chung thì mức giá rất là tốt quý vị. Cục này thì giá nếu mà quý vị mua tầm 90 triệu là bình thường ha. Giá đang rất tốt quý vị, 6 triệu rưỡi. Tất cả tình trạng là nguyên zin và quý vị hoạt động hoàn hảo hết nha. Rồi em xin kết thúc video. Quá trời cục tăng phố bự luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin cảm ơn.